Chào các bác, nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái mẫu chiếu Tencent họa tiết nhé. Đây, các bác nhìn này, rất là đẹp đúng không ạ? Hình chữ ná với nền là nền xanh. Sáu lý do mà các bác lên chọn ngay chiếc chiếu Tencent ngay hôm nay đó là: một là chất liệu từ sợi cây gỗ sồi, nguồn gốc thiên nhiên với các ưu điểm như là mềm mại, thoáng khí, không xù, thấm hút tốt, giặt máy thoải mái, cực tiện lợi, sạch sẽ. Ba là đủ mát mà không quá lạnh như các chiếu trúc khi dùng trong phòng điều hòa. Bốn là không gây kích ứng da, thích hợp cho làn da nhạy cảm. Năm là đai dây thun cố định hai góc giúp chiếu không xê dịch trên mặt đệm. Sáu là thiết kế họa tiết dễ thương nhé. Bây giờ đây em đã giải ra các bác xem cho nó dễ ạ. Đây ạ, một bộ chiếu sẽ gồm túi đựng. Một bộ chiếu sẽ gồm túi đựng này, tặng kèm hai vỏ gối và có chung một góc nha các bác nhé. Đây là hai cái vỏ gối tặng kèm này. Đó, mặt trên bột gỗ sồi, vải Tencent rất mát nhé. Đây là mặt sau, mặt sau có hình họa tiết hoa văn luôn này, rất đẹp đúng không các bác? Gối này to kích thước tận 50x70 nên các bác có thể đút luôn cả cái gối của mình vào cũng được. Đây, gối như hai gối ạ. Còn đây là cái túi đựng ạ. Còn về chất liệu của chiếu đây, đây là chiếu đây ạ, chiếu Tencent đấy ạ. Đấy, mặt trên là lớp bột gỗ sồi rất là mát các bác nhé. Mà dưới là lớp cao su cũng may và lớp cao su chống trơn trượt đấy các bác. Có cả chum bốn góc và chum bản to nhé các bác nhé. Đây là tem mát của nó đấy ạ. Cái này là chiếu mét 6 2m nhé. Tem mát Tencent. Đây ạ. Đặc điểm của chiếu điều hòa này thì rất là dễ vệ sinh nhé các bác nhé. Rất dễ vệ sinh. Giặt máy thoải mái ạ. Đó, các bác thấy chưa? Em lấy lại cho nó vào. Đó. Đây và hai cái viền của nó đây bác này, các bác nhìn này, nó còn có cái đấy, bao ở góc này nữa này. Đó. Bác nhìn toàn cảnh luôn này. Rất đẹp đúng không? Đặc điểm của chiếu điều hòa Tencent thì nó có rất nhiều đặc điểm. Dễ lau chùi vệ sinh, giặt máy phơi khô chỉ sau 30 phút này. Các bác có thể trải trực tiếp trên nền nhà, sàn gỗ hoặc đá hoa, hay là ở trên đệm hoặc trên giường. Màu sắc mẫu mã thì đa dạng và phong phú, phù hợp với người già, trẻ nhỏ và tất cả mọi người luôn nha các bác nhé. Nằm rất là êm ái, mát mẻ, thoáng khí, kháng khuẩn tốt, phù hợp với da em bé. Chất liệu Tencent được dệt từ gỗ cây sồi nên nằm rất mát ạ. Có khả năng thấm hút mồ hôi cực tốt, nhất là đối với trẻ nhỏ hay có mồ hôi trộm. Có lớp chống xê dịch và chun cài đệm. Nó có thể gấp gọn đựng trong một túi đựng nha các bác nhé. Mỗi một bộ này sẽ được tặng kèm hai cái vỏ gối ạ. Phù hợp để sử dụng trong phòng điều hòa hoặc là phòng có bật quạt mát. Nếu mà có nằm điều hòa thì cũng không sợ bị lạnh như chiếu trúc. Nó có rất nhiều màu sắc, họa tiết đẹp mắt. Nó có thể dùng cho cả mùa hè và mùa đông các bác nhé. Về cách sử dụng thì các bác có thể giặt máy bình thường trong một hai lần giặt đầu tiên. Trong một hai lần giặt đầu tiên thì các bác sử dụng và giặt bằng nước sạch và không sử dụng xà phòng, không sử dụng nước nóng để giặt, không giặt ngâm, giặt ở chế độ nhẹ thôi ạ. Giặt xong khi phơi ngay hoặc là phơi ở chỗ có nắng nhẹ, không phơi nắng to. Còn các lần sau thì các bác giặt như bình thường luôn ạ. Đó, bác nào có nhu cầu xỉ để inbox cho em theo số điện thoại và Zalo 0973103832 nhé. Các bác có thể xem thông tin chi tiết tại website siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội. Chào tạm biệt các bác.